Chủ tiệm bán quẩy này là một bà chị đã gần 40 tuổi, tóc tai bù xù, chẳng có người đàn ông nào thèm ngó ngàng tới chị, nhưng trong người chị lại ẩn giấu một thân phận bí ẩn, chỉ còn chút bản năng còn sót lại. Khi chị khoác lên mình bộ đồ tiếp viên hàng không, xé toạc chiếc váy dài rườm rà, lập tức khiến những người đàn ông có mặt ở đó trố mắt ngạc nhiên, bao gồm cả tên không tặc đang cướp máy bay. Bộ phim điện ảnh này tên là OK, chị đại, được xem là phiên bản Hàn Quốc bình dân của bộ phim Ông bà Smith, giành vị trí quán quân phòng vé mùa hè. Ai xem đều phải thốt lên hai tiếng. Đã mắt, vậy thì rốt cuộc bộ phim này đã mắt ở chỗ nào? Mời các bạn thưởng thức cùng tôi, chuyện kể rằng tại một vùng quê hẻo lánh của Hàn Quốc, có một người phụ nữ kỳ lạ bán đồ ăn sáng, chị chỉ cần lăn quẩy trong bột mì, rồi chiên giòn trong chảo dầu, là đám trẻ con quanh xóm đều thèm rỏ rãi. Ngày nào chị cũng bán được hàng nghìn chiếc quẩy, được đặt biệt danh là chị nghìn quẩy. Bật nắp chai bia, chị trúng ngay một chuyến du lịch Hawaii cho cả gia đình. Cả nhà ba người đến sân bay, nhìn khoang thương ra xa xỉ. Chị nghìn quẩy hết sức phấn khích, nhoáng cái đã cuộn khăn tay ấm thành hình cái quẩy. Biểu diễn món tạp kỹ đã thất truyền nhiều năm. Màn trình diễn điêu luyện này khiến anh tiếp viên hàng không ngớ hết cả người, lập tức biến thành fan của chị. Lúc này Seok Hwan, chồng của chị nghìn quẩy, ngồi trong khoang phổ thông, bị ông bác ngồi kế bên gạ chuyện. Trong lúc hai người đang nói chuyện hào hứng, một nhóm đàn ông lấm lét tụ họp lại với nhau, bàn bạc về kế hoạch hành động sắp diễn ra. Thật ra họ đến từ vùng kinh tế khó khăn Tào huyện. Mục đích của họ không phải là tiền bạc, mà là một người phụ nữ có thân phận đặc biệt. Xem chừng mình không còn đường thoát nữa. Cô gái đeo khẩu trang trốn trong góc, đành phải chui vào trong toilet. Đại ca kiếm lời, được tin mục tiêu biến mất không dấu vết, chửi bới om sòm, rồi tuyên bố thẳng thừng. Kế hoạch cướp máy bay chính thức bắt đầu, tai nạn bất ngờ ập đến, cũng khiến nhân tình thế thái lộ rõ nguyên hình. Nghị viên quốc hội lên giọng quan chức, quát nạt đám không tặc, chẳng ngờ chốc lát đã bị đánh cho sợ mất mật. Còn nàng dâu mang thai, khi thấy mẹ chồng bị bắt, đã trình diễn màn lật mặt nhanh hơn cả lật sách. Mẹ ơi, mẹ ơi! Đúng lúc này, cô nàng đeo khẩu trang muốn thừa cơ trà trộn vào đám đông, chẳng ngờ lại bị đại ca phát giác ngay lập tức. Cô này thì ra là Gui Sun, một idol hạng A trong showbiz Hàn. Nói cô là sao hạng A, vậy rốt cuộc là hạng A tới mức nào, không tặc nhìn thấy cô, cũng muốn chụp chung với cô một tấm. Một lát sau, phía đuôi máy bay đông nghịt con tin, nhưng lại sót lại một mình chị nghìn quẩy. Vì đau bụng đi ngoài, chị đã vô tình thoát khỏi nạn cướp máy bay. Lúc này, chị đang nhàn nhã chỉnh trang nhan sắc. Seok Hwan, chồng chị rất lo cho chị. Anh nhờ ông bác trông dùng con gái, một mình đi tìm chị. Thì ra anh từng là điệp viên, tuy rằng sức khỏe không đạt tiêu chuẩn, nhưng lại rất thạo máy tính. Trong phòng điều khiển dưới đáy máy bay, anh không ngừng thao tác trên máy tính. Trong không trung cách mặt đất hàng nghìn cây số, anh vẫn có thể kết nối được với cục tình báo Hàn Quốc. Phía bên này, gã không tặc Sang Pro xông thẳng vào buồng điều khiển, gã uy hiếp phi công thay đổi lộ trình bay. Mục tiêu của gã là một người phụ nữ có biệt danh Hoa Bìm Biếc. Ba chữ này đã thức tỉnh toàn bộ ký ức của chị nghìn quẩy. Hơn 10 năm trước, chị là điệp viên cấp cao tại Do Hơn. Để tránh bị truy sát, chị chấp nhận phẫu thuật thẩm mỹ, bơm hơn 1 kg hyaluronan lên mặt, hóa thân thành chị nghìn quẩy làm lại từ đầu. Ai mà ngờ được, một người phụ nữ đáng tuổi cô tuổi bác lại có thể biến thành người nhện bám chặt trên trần máy bay. Đám không tặc cũng không ngờ được. Tuy thời gian đã thay đổi khuôn mặt của chị, nhưng sau khi khoác lên mình bộ đồ tiếp viên, dáng người chị vẫn đẹp mê người, lớp trang điểm đậm cũng không giấu nổi sát khí của điệp viên cấp cao như chị. Một lon nước ngọt, tên không tặc ngơ ngác lập tức ôm đầu gục xuống. Một quyển tạp chí trong tay, tên cướp hống hách cũng ngậm cười nơi chín suối. Chỉ có Sang Pro là còn đủ sức đối đầu với chị. Sau vài hiệp đấu, chai lọ vỡ tứ tung, mũi nhọn không ngừng đổi hướng, khiến người xem không khỏi hồi hộp lo lắng cho chị nghìn quẩy. Chỉ tiếc là Sang Pro đã phạm phải một sai lầm chết người. Hắn dám ngang nhiên chế nhạo tuổi tác của chị nghìn quẩy. Người ta nói 30 như sói, 40 như hổ. Chị nghìn quẩy với sức mạnh hổ báo đã sắp sửa xử gọn cả đám không tặc, nhưng lại bị một tiếng gọi của Seok Hwan làm gián đoạn. Thì ra trong lúc ngấm ngầm báo tin, Seok Hwan đã bị Lee Cheon Siung bắt ngay tại trần. Trong tình cảnh này, chị nghìn quẩy lập tức yếu thế. Sau khi bị trói chặt tay chân, chị cũng trở thành một trong số những con tin, con gái đáng thương của họ. Nhìn cảnh cha mẹ bị áp giải vào khoang sau, lập tức òa khóc. Ông bác ngồi cạnh thấy thế lập tức giơ ra một con thú nhồi bông, muốn dỗ dành cô bé. Úi trời ơi, lẽ nào con nhóc con này là con gái của chị nghìn quẩy? Lee Cheon Siung nảy sinh nghi ngờ. Cô bé nhanh trí ôm lấy ngôi sao nổi tiếng Gui Sun ngồi bên cạnh, không ngừng gọi mẹ, làm ơn giả vờ một chút. Đúng thế, con bé là con tôi. Tình hình còn chưa hết căng thẳng, trong số những hành khách run rẩy sợ hãi, bỗng có mấy người đứng lên tung một cú đấm xử gọn một tên cướp ngáng đường. Bạn tưởng rằng họ là anh hùng hành hiệp triệu nghĩa sao? Nhầm rồi, là Sang Pro đã ngấm ngầm gài tâm phúc vào đám đông, lên kế hoạch cho lần làm phản này. Lee Cheon Siung giây trước còn đang cướp máy bay, giây sau đã nằm gọn bên cạnh chị nghìn quẩy. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thật ra mọi chuyện đều là do đầu đạn hạt nhân mà ra. Nhiều năm về trước, cha của chị nghìn quẩy, một chuyên gia vũ khí của Do Hơn, trước lúc chết đã dùng mống mắt của chị nghìn quẩy
cài đặt nút khởi động hạt nhân. Còn Lee Cheon Seung và chị Nghìn Quẩy vốn là đồng đội thân nhau như chị em một nhà, nhưng đứng trước lợi ích quốc gia, họ đành phải quay lưng lại với nhau. Lần này nhiệm vụ của anh là đưa chị Nghìn Quẩy về Do Hơn, khởi động lại kế hoạch tên lửa hạt nhân. Ai ngờ có tiền mua tiên cũng được, Sang Pro bị băng nhóm buôn vũ khí nước ngoài mua chuộc, định bụng dùng chị Nghìn Quẩy đổi lấy khoản lợi kếch xù. Còn về máy bay, chúng định để máy bay lao thẳng xuống biển, xử gọn cả đám. Việc đã đến nước này, ba người quyết định làm một trận sống còn. Sau vài đường cơ bản giải quyết gọn Sang Pro, họ tưởng mọi chuyện đã chấm dứt rồi. Chẳng ai ngờ được, lại có một bước ngoặt mới. Ông bác đúng là đáng bậc chú bậc bác thật, lão già này ẩn mình kỹ thật. Thì ra lão mới là kẻ đứng sau phi vụ cướp máy bay này, mà chú gấu nhồi bông mà lão đưa cho con chị Nghìn Quẩy cũng là quả bom hẹn giờ được thiết kế đặc biệt. Một khi phát nổ sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Không sao, lúc này Thanh Hiển Thị thời gian xem sắp đến kết, đã bán đứng ông bác này rồi. Còn làm trò gì nữa, phim sắp hết đến nơi rồi mà. Ông còn giả bộ làm trùm cuối gì chứ. Bị bắt ép mở cửa khoang, chị Nghìn Quẩy trừng mắt giận dữ, ra hiệu cho con gái vứt thú nhồi bông ra ngoài. Tiếp đó sau một cú cước siêu đẳng, cả thế giới đã yên tĩnh trở lại. Nhân vật chính trong phim, diễn viên Ưng Dung Hoa sinh năm 1969, bước chân vào làng giải trí trong hình tượng sexy gợi cảm. Giờ đây, chị đã bước sang tuổi 50. Được biết địa vị của chị trong giới giải trí Hàn năm xưa, tương đương với vị trí của Madonna trong lòng người Mỹ. Ngoài hàng loạt những cảnh quay hài hước, bộ phim cũng lột tả được những khó khăn trong nghề của những nghệ sĩ nữ Hàn Quốc. Chẳng ai giữ mãi được tuổi 18, nhưng người 18 tuổi thì chẳng thiếu bao giờ. Tôi chỉ muốn nói với các bạn, hãy quên tuổi tác và sống hết mình đi. Dù bạn 18 hay 48, bạn đều có thể tạo dựng cuộc đời mà mình mong muốn. Nội dung bộ phim đến đây là hết. Các tập tiếp theo sẽ còn hấp dẫn hơn nữa. Hẹn gặp lại các bạn. Vợ ơi! Vợ! Anh bảo này, mẹ ở dưới quê gọi điện lên cho anh, bảo là vợ chồng mình về thăm mẹ. Lại về quê á? Lần trước nghỉ lễ mình đã về rồi mà. Khổ quá thì bây giờ ấy, nhà mình có việc gì đâu, về quê chơi với mẹ cho vui. Chẳng có gì vui cả. Điều hòa thì không có, mạng mẽo cũng không, mà đi vệ sinh thì phải tít ở đằng sau vườn. Mỗi lần buồn, chỉ sợ bị muỗi đốt thôi.